Con nước suối này rất nhiều chiếc xà lan khẩm đầy cát ha, tiến về vị Thanh Hậu Giang bạn ơi. Bạn ngắm buổi chiều ha, à buổi chiều ông chủ xà lan ổng vận động ha, móc những cái đồi cát cho phá bằng ra vận động tập thể dục ha. Ở trên nó có hai chú gà rất đẹp ha, có cái bội bội gà. Quá đẹp luôn. Vận động sức mồ hôi rồi tắm cho nó mát ha. Mình cũng khoái vậy đó, khoái thích vậy đó. Vận động sức mồ hôi cho nó khỏe người rồi tắm rồi nằm nghỉ ngơi. Sáng mai làm việc tiếp. Chạy gang tay rất nhẹ nhàng luôn. À rồi dính cột Lục Bình đằng trước đó hả? Hết biết cột Lục Bình rồi. À rồi hút nước rồi, nó hút nước rồi kìa. Nước đang lớn á, chạy nó còn dễ ha. À, nước cả cạn là nó qua chúng này là khó khăn lắm á. Chiếc xe bóp kè nó qua mặt hết vậy. Hai chiếc lượt luôn. À, chiếc là vượt lên rồi. Kéo ga vượt lên liền. Mấy chiếc nổi nó qua mặt cũng nhẹ nhàng thôi, vậy đâu có sợ, mấy chiếc cắm mới sợ. Nó gồ ra mạnh lên, bê ha, nó bê kìa, bê liền ha. Mấy chiếc cắm là dễ bê lắm. Bê liền, bắt đầu đạp rồi liền. Thoải mái. Nó qua rất nhẹ nhàng mà. Chiếc này đưa theo luôn đi, để thôi nó dễ. Qua tới luôn. Đu theo luôn cho nó dễ luôn. Đạp luôn. Nó bê qua đây nhiều rồi, cái chiếc Hoàng Sơn nó bê qua rồi. Nó lấn qua bên trái rồi đó. Hơi hẹp rồi. Làm gì sự kẹt trước rồi. Dướng bến đò gì mà. Tự nhiên sựng lại rồi. Qua chưa trọn vẹn hả? Qua cái này. Rồi đó cho nó qua cái đi rồi hả về. Đạp mạnh lên. Lớn rồi, chiếc kia lũi rồi, chiếc Hoàng Sơn bị bê mũi rồi. Bê mũi rồi, qua chưa được rồi.
lấn qua quá vậy thôi là nó chật coi. Qua không được lại lần sau qua đi.